cái thùng mà chúng ta có sẵn chúng ta sẽ bắt hết tất cả thiết bị trong nhà trường, là đến lúc mà khi mà chúng ta cần di chuyển á, chuyển dời á, nó không cần phải từng thiết bị một nha bạn, không cần phải từng thiết bị một. Thì ở dưới này là cái âm ly kiểm số nè, bên trên là cái đầu cắt nó, cái đầu để nguồn nhạc các bạn. Phía trên đây là bộ mic E3B300, cái này thì E3D8000 các bạn, cái này E3B300 đó. Và đặc biệt thì nếu các bạn sử dụng cái bộ karaoke này á, thì bên mình có tư vấn thêm cái phần là cái thiết bị ổn định nguồn điện nè, thì nó sẽ có đèn báo cho các bạn cái nguồn điện của gia đình nhà bạn nó có ổn định hay không. Và khi chúng ta sử dụng thiết bị này á, khi chúng ta ngắt nguồn điện á, thì nó sẽ ổn định, chúng ta nó ngắt từ từ chứ nó không ngắt liền một phát, bạn nó ngắt liền á thì nó sẽ ảnh hưởng tới những khi mặt cảm ứng 22 inch. Hình này điểm các bạn thao tác những cái chọn bài hát nè, đây là cái micro, đây là cái sub RT các bạn, BFA Audio Pro. Rồi sau khi mà tôi nhắc cái dàn karaoke này á, thì tôi cảm thấy là nó nhẹ, cái nhất là nhẹ, thứ hai nữa là nó không hút, thì hai cái điểm đó là tôi ok. Còn như cái âm thanh thì nghe ổn, nếu mà phòng mình mà được cái diện tích mà được khoảng chừng 20 đến 25 mét á, được cắt âm cho đúng chỉnh này thì nói, tôi nghĩ cái dàn máy này nó sẽ hay hơn nữa.